giờ Quyên sẽ có món quà đặc biệt dành cho mọi người. Và có lẽ món quà này là từ trước tới giờ Quyên chưa từng làm, bởi vì trước tới nay mọi người đều nghĩ là Quyên chỉ biết ăn thôi. Và ngày hôm nay thì Quyên sẽ làm một việc mà các bạn không thể ngờ tới được. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng theo Quyên để biết món quà đó là gì nha. Và món quà này là dành cho ngày sinh nhật của Quyên đó. Ngày hôm nay thì Will sẽ chỉ cho các bạn làm 8 cupcake nhỏ, thì là rất là đơn giản nhất. Còn bây giờ thì Will sẽ giới thiệu từng thành phần để làm bánh. Đương nhiên làm bánh thì phải có bột, trứng, alo và 8 cái khuôn. Đây là dầu ăn, đây là sữa, đây là cái thố đánh bánh. Các bạn có biết không, bởi vì là chỉ có 8 bánh nhỏ thôi thì nguyên liệu chúng ta sẽ cần rất ít, đó là một cái trứng. Bởi vì ngày hôm nay là 8 cái bánh kiểu là để chung yêu ăn thôi, nên chỉ cần một trứng là đủ. Đầu tiên các bạn đập vỡ cái trứng. Thì ra thì trước bây giờ Quyên không có làm đồ ăn, bây giờ Quyên chỉ biết ăn thôi, nên nó là những cái khó cho Quyên. Sẽ đặt trứng xong, bây giờ chúng ta hãy xé tan nát bột này và cho cái thố này. Bây giờ tôi mới thử được cái món khổ của các bạn. Và nhà chúng tôi cũng có một bài nội trợ là chuyên sang. Sau đó tôi dầu ăn vào. Bạn nhớ là đánh một chiều thôi nha, đánh hai chiều là nó nát bán cái bánh làm lại đó. Where you come from? You're out of this world. Trời cực quá. Cái gì á, suốt đời chỉ biết có ai nấu giùm đồ ăn thôi, tôi không làm nữa chứ. Cảm thấy chưa, nhà nó mấy ngày rồi nè. Bây giờ ta sẽ bỏ cái bột này vào khuôn. Thiệt ra là không muốn làm đâu, phải thương lắm mới làm thôi. Sao đôi khi lại thấy xung quanh mình đôi chi khi ta được đi sớm như là vô hình. Vì có những khi nhìn quanh thì ai cũng như ai, áo thun quần jean sơ mi quần tây thì cũng như nhau hoài. Nhìn xem tôi đang có những thứ thật là khác biệt, từ đó đến chân tất cả chính là tôi thiệt. Khi tôi nói tôi đang hát và tôi ca, tôi có người nghe không cần phải xa hoa. Tôi thích đó là tôi. Tại vì đây là cái bánh cupcake cỡ nhỏ thì nên khi đổ vào khuôn mọi người nhớ đổ làm sao mà cho nó đừng có quá cái mép giấy, không là sẽ bị dính và bị hư bánh của mình. Thì bánh nó cũng, lúc mà nướng thì bánh nó sẽ còn nở ra rất là nhiều. Một lối đi nào đừng có đi riêng tôi mình tôi không còn ta. Quy đã đổ xong 8 cái khuôn bánh rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ bánh vào lò nướng. Thì bây giờ anh em, nếu mà mọi người mà ủng hộ á những cái video clip mà nấu ăn của Will á, thì mỗi sáng tôi sẽ chọn ra một fan thì đặc biệt để nấu cho bạn nó ăn. Còn ăn xong bị trúng thật không, Will không biết trước nha. Bữa nào tôi sẽ làm một video là tâm tắm cho mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ luôn rồi. Đôi chi khi ta được đi xem như là vô hình. Bây giờ chúng ta hãy bỏ bánh vào lò.
Rồi chúng ta chỉnh chế độ khoảng là 30 phút. Rồi. Xong rồi. Bây giờ chúng ta chờ 30 phút để bánh thôi. Sau khi để bánh nguội thì Quy đã trang trí thêm 2 cái mà không nguội trang trí đúng 6 luôn mà. Một mình một đường ta vẫn ca, cho dù ai nói vào nói ra. La 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 la. Xin cho tôi một lối đi nào, để tôi đi xin mà tôi không ổn. Và đây cũng chính là món quà mà Quy cũng như 365 xin dành tặng cho tất cả các bạn. Và hy vọng là các Starland thân yêu sẽ ủng hộ cho 365 trong những dự án sắp tới nhé. Và hy vọng là với món quà nhỏ này sẽ làm hài lòng các bạn cũng như tất cả những người yêu 365 từ trước tới nay. Xin chào.